Hello, thân mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó đang qua xem video này. Ngày hôm nay em sẽ dẫn mọi người ra khoe cho mọi người thấy em có cái cây hồng mà mấy bữa em nhìn em không có biết là cây đó cây hồng. Ngày hôm nay nó ra trái rồi em mới biết là cây hồng. Em có tới hai cây hồng là mọi người. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây nè. Nè, cây hồng của em nè. Rồi, cái trái rồi. Đây nè các bạn. Đây nè cái trái nè. Đây nè. Mọi người thấy không? Đó trái hồng nè các bạn. Trái hồng mà hồng hồng mềm á các bạn. Đó thấy không? Trái nha. Năm nay là sẽ có hồng ăn rồi các bạn ơi. Nè các bạn thấy cái cây nó nhỏ xíu à. Mới đầu mình thấy nó lòi ra mà mình không biết cây gì. Cái xong cái mình nói cái cây này sao nó tùm quá, bữa nào mình lấy cây mình chặt bỏ. Nhưng mà tự nhiên năm nay nó ra trái nữa các bạn. Mình sẽ quay cho các bạn xem cái cây dâu tầm mà các bạn. Ở đây cũng có cây dâu tầm nữa nè các bạn. Nè, có lá nè. Có lá dâu tầm nè các bạn, thấy không? Cây bự ghê á. Nè cái thân đó nè mọi người. Cái thân dây cây dâu tầm đó các bạn, quá trời bự luôn. Wow. Cây dâu tầm Mỹ. Đây nè có trái rồi nè. Để mình xuống dưới đây mình quay cho các bạn xem cái cây dâu tầm của mình nó ra trái rồi nè các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem cái cây dâu tầm nó ra trái nè các bạn. Đây nè. Thấy không? Mọi người thấy không? Đây nè. Đây nè. Đây nè các bạn. Thấy không? Đó cây dâu tầm á. Đó. Cái này là cái trái nó màu đỏ nè các bạn. Hồi năm ngoái thấy mình thấy cái trái nó màu đỏ. Đó, cái thân cây rồi các bạn, đó cái thân cây nó to kìa. Nguyên một tảng luôn. Năm nay là mình sẽ có dâu tầm ăn. Đó các bạn thấy không? Quá trời luôn. Đây nè. Nó xà xuống nè. Nó xà mấy cái nhánh xuống nè. Các bạn thấy không? Đây nè. Đó. Đây, cái chùm này nhiều nè, cái chùm này nhiều quá trời nhiều luôn. Nhưng mà chắc phải làm cái cây mới mới bẻ được. Chứ nó cao quá. Các bạn nhìn nè. Nè các bạn thấy không? Wow, quá trời luôn các bạn ha. Tại vì mình mới mướn nhà này được 5-6 tháng giờ, cho nên mình không biết mấy cái cây ăn trái ở đây là cái gì á. Cho nên phải từ từ. Từ từ rồi nghiên cứu ra. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Cái cây bên đây cũng là cây dâu tầm nè các bạn nè. Cây dâu tầm nè. Nhưng mà cái gốc này mình sợ lắm, mình không dám vô. Tại vì cái mấy cái cây cái gì poison ivy á. Đó mấy cái cây đó. Chồng mình nói là nó lỡ loét người mình ghê lắm. Cho nên ổng cho mình vô chỗ này. Mà mình thấy chỗ này tùm á, mình cũng dám vô nữa các bạn thấy không. Nè trái nè. Đây kế bên là cây hồng nè các bạn. Cây hồng cũng có trái nè, có hoa nè các bạn. Đó. Đó, nó đậu, nó là có hoa nè. Nó múp múp hết rồi các bạn. Nè, thấy không? Đó, múp múp hết rồi đó. Đó, đây nè. Hoa. Năm nay có hồng ăn rồi các bạn ơi. Hồi năm rồi, hình như năm rồi cũng có.
Nhưng mà do là mấy con sóc á nó ăn hay sao á, cho nên mình không có thấy, mình không không có biết mà mình ra mình vẽ. Đó, quá trời luôn. Mình sẽ thăm chừng cây táo coi cây táo bữa nay nó làm sao rồi. Trái nó bự chưa? Trời ơi. Trái bành bành hết nè các bạn ơi. Bự rồi nè. Các bạn coi mấy con sóc nó phá nè các bạn. Coi nè. Đã chưa vậy trơn, nó đè nó lặt nó ăn hết trơn nè các bạn. Nè. Phá ghê không? Nè. Đây các bạn, mình có cây cherry nè các bạn. Đó. Cây cherry nè, nhưng mà nó đứng ngay cái góc này nó mát quá hay sao, cái nó không có, nó không có ra trái, mà không biết cái cây cherry bao nhiêu năm mới có trái không biết nữa. Cái cây này là ông chủ nhà ông trồng cũng bốn năm rồi mà chưa có trái nữa. Còn cây này là cây lê các bạn, cây này cây lê nha các bạn nè, cái thân lê nè các bạn, lê đây nè, mình cho các bạn coi cái mẫu của nó nè, nè trái lê nè các bạn, đó lê đó đó. Nó vẫn còn để nguyên như vậy nè ha. Cây lê. Cây này 4-5 năm mà nó còn mới lớn đây, chừng nào mới ăn không biết nữa. Không biết khi nào có trái luôn á. Cả nhà thấy sao cái vườn trái cây của mình năm nay mình sẽ có được trái dâu tầm ăn hồng hai loại ha, với táo rồi đào nữa. Còn cây lê với cây cherry chắc quên nó đi, không biết chừng nào nó mới có trái đâu. Mà không biết khi mà nó có trái có tới lượt mình ăn hay không. Nhiều khi tới khi mình có cái cây nó có trái cái bán cái nhà đi rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.